Ai là kẻ đủ bản lĩnh lật đổ Team Flash? Đây là câu hỏi được đặt ra trong bối cảnh Psycho Phantom vừa có một màn thể hiện mãn nhãn ngoài mong đợi trước nhà đương kim vô địch. Còn IGP thì lại lơ là, chủ quan trước Evos để vị trí top 1 của bảng xếp hạng dần bị lung lay. Từ cuộc chiến niềm tự hào phương Nam đến kẻ đủ bản lĩnh lật đổ đế chế Team Flash, trận đấu giữa HTVC, IGP Gaming và Psycho Phantom cuối tuần này phần nào sẽ trả lời được câu hỏi đó. Với Psycho Phantom, phải công nhận một điều từ khi có Bâng trong đội hình, họ đã thực sự lột xác theo chiều hướng tích cực. Từ việc côn team khá loạn ở lượt đi khi họ có các thành viên có cái tôi khá lớn, ai cũng muốn thể hiện quan điểm của mình, thì nay họ đã có người côn chủ đạo, dứt khoát và bớt ồn ào hơn. Các thành viên cũng vì thế mà tự có ý thức phải cải thiện bản thân để có thể đồng hành và hỗ trợ tốt nhất cho thần đồng. Nhưng những thay đổi đó là chưa đủ vì họ vẫn còn thiếu liên kết và dễ mắc sai lầm ở những pha thi đấu quyết định. Nếu đây là tình huống Psycho Phantom từ từ ép máu trụ lính siêu cấp với lợi thế hơn 4.600 tiền, thay vì là lướt lộ sơ hở, thì có thể sẽ là thế trận kiểm soát và chiến thắng dễ dàng hơn dành cho họ. Hoặc tình huống quyết định ở ván 5, khi họ bị ép giao tranh ở một thế vô cùng bất lợi, lạc là không được bảo kê, Bâng không có góc để băng vào, đồng năm lại quá đơn độc ở tuyến trên. Quyết định đánh tiếp hay lùi hẳn chưa được đưa ra dứt khoát khiến họ mất đi cả trận đấu. Chỉ khi họ có đủ sự tin tưởng và gắn kết tới nhau, một tín hiệu đánh hoặc lùi được phát ra, cả năm cùng đồng lòng thực hiện không suy nghĩ, khi đó vấn đề của Psycho Phantom mới thực sự được giải quyết. Một vấn đề nữa cần được nhắc đến là Psycho Phantom đang chủ động nhường rất nhiều tài nguyên cho Bâng. Nếu thi đấu tốt, anh ấy có thể gánh team với tài năng thiên bẩm của mình. Nhưng điều này cũng gián tiếp khiến cho các vị trí khác như mid của Lạc Lạc hay xạ thủ của NTB bị động hơn rất nhiều. Chỉ khi những khuyết điểm ở trên được Psycho Phantom khắc phục, trong tương lai chắc chắn họ sẽ còn mạnh hơn nữa và hoàn toàn có thể lật đổ bất kỳ đội tuyển nào trong top 4. Với IGP, họ cũng có những khuyết điểm cần nhìn nhận để không bị vượt lên trong cuộc đua top đầu này. Giống với Psycho Phantom, phong độ của IGP cũng đang phụ thuộc phần lớn vào các siêu sao trong team như KA, Turtle hay Daim. Những trận phong độ lên cao, IGP dễ dàng hạ gục đối thủ. Nhưng khi một người không giữ được tâm lý ổn định hoặc bị khai thác, các thành viên còn lại cũng không thể bù đắp khoảng trống và thi đấu một cách bị động và dần mất đi thế trận. Trong một tình huống mà cả KA và Martin đều bị chen ép ở trong phần trụ, Evos đã rất chủ động khi đưa người đi rừng, đép đường giữa, Akashi di chuyển lên đường trên, còn Ness khá lúng túng trong việc ở lại dọn nốt tân lính đường giữa hay hỗ trợ KA đáp trụ, và cuối cùng Evos là đội có lợi thế. Trong một cuộc đua đường dài, sự tụt dốc phong độ của một thành viên đủ khiến cho cả đội tuyển mắc những sai lầm không đáng có. Trong trận đấu sắp tới của IGP và Psycho Phantom sẽ là một liều thuốc thử xứng tầm để họ khắc phục mọi thiếu sót mà đội mình đang có. Và cũng là trận chiến không khoan nhượng trong cuộc đua điểm số khốc liệt tại top 4. Ai đủ bản lĩnh để lật đổ đế chế Team Flash hơn? Câu trả lời sẽ có vào 17 giờ ngày 18 tháng 4. Hãy subscribe ngay kênh Liên Quân Mobile Esports Arena để cập nhật những thông tin và các trận đấu eSports đỉnh cao.